trình Nói Đi Gãy Gì, tôi là Ellie, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Nói Đi Ngại Gì. Mình là Binh Vi. Khi mà trở về Việt Nam thì mình cảm thấy như là nhà vậy. Nhập gia thì tùy tục. Mối tình lâu nhất của bạn là kéo dài bao nhiêu lâu nhỉ? 6 tháng. Chứ bây giờ mình đặt cái thời gian là một trong những cái điều quan trọng trong cái mối quan hệ. Lúc nào cái chuyện tình cảm của mình cũng tốt. Có những người mình muốn chinh phục họ nhưng mà mình lại không chinh phục được. Mình chọn gặp một người không biết mình là ai hết. Phụ nữ họ lúc nào cũng dịu dàng, họ yếu đuối hơn. Mình có quen một người bạn gái cách đây cỡ 6-7 năm á, đến từ Iraq. Người phụ nữ Việt Nam họ xứng đáng được nhiều hơn như vậy. Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, tôi là Ellie, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Và hôm nay Ellie rất là vui khi được mời tới đây ca sĩ, nhạc sĩ Binzy. Và xin mời Binzy có lời chào đến khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Nói Đi Ngại Gì. Mình là Binzy. Và Binzy ơi, tất cả mọi khách mời đến chương trình này đều phải trải qua một cái bước gọi là tuyên thệ. Tuyên thệ nghĩa là Binzy sẽ nói là tôi tên là, và tôi sẽ xin cam kết tất cả những điều tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật và không ngần ngại bởi điều gì hết. Bạn có sẵn sàng không nè? Yeah. So, go ahead. Tôi là Binzy và tất cả những gì tôi nói ngày hôm nay sẽ là sự thật. Ok. Và sau khi Binzy đã tuyên thệ thì Ellie cũng chia sẻ với bạn chủ đề hôm nay mà chương trình muốn dành cho bạn, đó là Bad Boy. Okay. Binzy có ngạc nhiên và có tự hỏi là tại sao chương trình lại đặt cái chủ đề này cho mình không nhỉ? Có. Tại sao? Không hiểu tại sao. Nhưng mà Binzy có đoán được phần nào đó không? Một tí, Binzy chia sẻ cái sự phán đoán của mình để tại sao là mọi người là linh Binzy với cái từ Bad Boy này vậy? Có thể là do cái hình ảnh hoặc là cái lời nhạc của mình thể hiện trong cái thời gian gần đây thì là gần đây thôi. Khi bạn nói là gần đây là có nghĩa là trước đây không phải như thế, hoặc là bạn không phải như thế. Đây là một cái điều rất là thú vị mà chắc là Ellie sẽ phải chờ về phần sau của chương trình nữa để đào sâu hơn ha. Và đầu tiên á, là Ellie sẽ hỏi Binzy là khi mà bạn từ Mỹ trở về Việt Nam thì tất cả mọi đất nước, mọi vùng miền đều sẽ có những phong tục tập quán khác nhau. Thì Binzy cảm thấy cái điều gì khó khăn và thuận lợi khi bạn trở về Việt Nam? Thực sự thì không có cái gì khó khăn khi mà mình trở về từ Mỹ về Việt Nam hết. Có rất là nhiều khó khăn khi mà mình từ Việt Nam đến Mỹ. Còn khi mà trở về Việt Nam thì mình cảm thấy nó như là nhà vậy. Nên chỉ trong một nốt nhạc thôi là mình lại về lại với nhà mình rồi, nên thật sự cũng không có gì khó khăn nhiều khi mà về đây. Nhưng mà bạn đi là từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Từ năm mình 17 tuổi. 17 tuổi, ok. Cái giai đoạn đó chắc là nó cũng không quá sớm và cũng không quá trễ để mà mình tiếp thu một cái nền văn hóa mới. Cho nên chắc là Binzy sẽ thuộc những cái bạn mà giống như là đi du học sau khi mình học cấp 3 xong sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên là trong những cái MV, ví dụ như là MV ở nước ngoài thì cảnh nóng nó không là vấn đề gì hết. Giống như bạn đã biết, như Việt Nam thì khác nha. Cảnh nóng Việt Nam thì sẽ mọi người rất là soi mói và đánh giá thì đó cũng là một cái trở ngại đối với mình chứ. Tại vì mình sẽ bị giới hạn sự sáng tạo đúng không nè? Có thể là vậy. Tại vì cái văn hóa của mình, mình nghĩ là những cái gì hơi sexy nóng bỏng quá thì thường nó hơi ngược với lại cái tập tục truyền thống của Việt Nam một tí. Nhưng mà mình nghĩ cái khó khăn nó không có nhiều bằng những cái động lực cho mình. Tại vì mình biết được cái số lượng người theo dõi mình rất là lớn là ở Việt Nam, nên những cái khó khăn nó chỉ là một trong những cái nhỏ thôi. Còn về cái vấn đề mà giống như là tình yêu hoặc là sex ở bên nước ngoài, chúng ta thấy nhiều điều đó rất là thoáng. Rồi Việt Nam mọi người cũng hay ngại nói về chuyện đó. Khi mà bạn về đây, bạn có cảm thấy là cái điều đó là một trong những cái điều mà bình thường bạn cũng thấy hay gặp ở trong đời sống hay không? Chắc chắn, chắc chắn. Ví dụ như là những cái mình có những cái music video, có những cái cảnh mà mình phải cắt đi rất là nhiều cho những cái MV trước đây của mình. Thì dần dần mình cũng quen với việc đó thôi. Nhập gia thì tùy tục thôi, mình nghĩ như vậy. Mình cố gắng, lúc nào mình cũng cố gắng để không có để cho những cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái sáng tạo của mình. Nên
Ờ, còn chuyện tình cảm của Binzy thì mọi người cũng rất là quan tâm, cũng như là rất là nhiều những bạn fan nữ rất là quan tâm, thì mọi người cũng muốn biết là thời điểm này thì chuyện tình cảm của Binzy như thế nào, thì bạn có sẵn sàng chia sẻ không ạ? Mọi thứ rất là tốt. Hiện tại thì trong gia đình mình có vài việc cũng không vui, nhưng mà mình nghĩ cái đó là một trong những cái trong cuộc sống mà mình phải trải qua nó. Không có con đường nào mà lúc nào nó cũng thẳng được, mà lúc nào cũng êm ái cho mình được hết, nên mình nghĩ đó là thay vì mình nhìn nó như là một cái gì bị động, một cái gì không tốt, thì mình nhìn nó như là một cái bài học, một trong những cái việc mà mình phải trải qua để mình lớn hơn thôi, nên mình lúc nào mình cũng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hết. Còn tình cảm thì lúc nào cái chuyện tình cảm của mình cũng tốt, dù cho nó tốt hay không thì lúc nào nó cũng tốt. Mình chưa hiểu lắm cái ý đó, có nghĩa là cho dù là cái chuyện tình cảm tốt hay không thì đối với bạn thì chuyện tình cảm mặc nhiên nó đã là như vậy rồi. Vậy thì trong cuộc đời Binzy tới thì hiện tại thì mối tình lâu nhất của bạn là kéo dài bao nhiêu lâu nhỉ? 6 tháng. Yeah. 6 tháng yeah. là cái mối quan hệ lâu nhất của bạn nha. Yeah. Đối với mọi người đó cũng không lâu lắm. Đối với mình rất là dài. Mà mình giống như trong 6 tháng đó mình cảm thấy là mình nó giống như là 6 năm vậy đó. Tại vì mình nghĩ là quan trọng là trong cái thời gian ngắn ngủi đó mình làm được cái gì cho người mình yêu, hoặc là họ mình có cái gì với nhau. Thì trong 6 tháng đó đối với mình có rất là nhiều thứ, rất là nhiều cảm xúc, nên có nghĩa là đối với bạn cái thước đo về thời gian đó, nó 6 tháng đó có nghĩa giống như bạn sống 6 năm or something rồi. Không hẳn, có nghĩa là những gì mình có trong 6 tháng đó có thể là ví dụ như mình có thể quen một người 10 năm nhưng mà nó nhiều khi chưa chắc nó đã sâu đậm như những người họ quen nhau 3 tháng. Có thể là cái cảm xúc của mình nó không nhiều được như những người mà họ quen nhau trong 2 tháng nhưng mà họ cho nhau tất cả trong 2 tháng đó. Vậy thì lý do tại sao mà cái mối quan hệ 6 tháng nó không thể kéo dài lâu hơn? Mình cũng không biết, nếu mà mình biết thì nó đã lâu hơn rồi. Nếu 6 tháng là khoảng thời gian dài nhất, chỉ có nghĩa là thời gian ngắn là có thể là 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi. Dạ. Vậy thì khó, có thể nó ở khía cạnh nào đó, không biết là nên mừng hoặc là nên ganh tị hoặc là nên buồn giùm Binzy. Tại vì Ellie nghĩ là nếu như một mối quan hệ mà hai người yêu thương nhau thì chắc là sẽ có thể đi dài hơn con số 6 tháng chứ nhỉ? Yeah. Binzy có đặt cái mục tiêu là mong muốn điều đó hay không? Hay là bạn cảm thấy là 6 tháng dài nhất là ok với bạn rồi? Thực sự mình không nghĩ là khi mà mình quen một người mình sẽ quen họ bao lâu. Ví dụ như nó kết thúc ở 6 tháng thì mình ok, mình biết nó là một cái mối quan hệ đó nó được chỉ được đến 6 tháng thôi. Khi mà mình gặp một người mình không nghĩ là ok mình sẽ yêu người này 5 năm, mình sẽ yêu người này 10 năm. Mình chưa giờ mình nghĩ như vậy hết. Lúc nào mình cũng cố gắng để mình làm tốt nhất có thể, mặc dù đối với đối phương của mình thì có thể là mình không tốt, mình không làm tốt như họ mong, nhưng mà chứ bây giờ mình đặt cái thời gian là một trong những cái điều quan trọng cho cái mối quan hệ. Trong cái khoảng thời gian gần đây là mọi người cũng thấy là trong những cái ca khúc của Binzy á thể hiện một cái sự rất là bất cần trong tình yêu, thì tôi muốn hỏi bạn là ở ngoài đời bạn có giống vậy không ạ? Có thể là thực sự mình cũng không biết. Trước hết là tại cái âm nhạc nó là mình dùng nó để mình nói ra những gì mình không thể nói được trong những cái cuộc đối thoại hàng ngày, thì có thể cái sự bất cần đó là những cái mà mình không nói được trong những cái mối quan hệ hàng ngày hoặc là trong cái cuộc đối thoại hàng ngày, thì nó bộc lộ ra trong âm nhạc như vậy. Còn cái việc mình bất cần hay là mình có cần thiết cái tình yêu hay không, đó là do cái cảm giác mà cái đối phương mang tới cho mình, nên thực sự mình cũng không biết là con người của mình có như những bài hát hay không, nhưng mà mình biết là ok cái bài hát đó là cái cảm xúc ngay lúc đó của mình. Có thể lúc đó mình cảm thấy ok mình không cần gì hết thì cái bài hát nó ra như vậy. Có thể ngày hôm sau mình cảm thấy tại sao mình lại nhớ họ, nên mình cũng không biết được. Bởi vì Binzy có chia sẻ là lời bài hát có thể là những cái điều mà trong tâm tư của mình mà mình không có thể nói được với đối phương hàng ngày, cho nên mình giải bày qua ca khúc. Thì có phải là bình thường là bạn là một cái người mà quá nice, quá quá
rất là lịch sự và không bao giờ nói những cái điều làm tổn thương bạn gái hay đối phương, cho nên là những cái dồn nén đó bạn trải lòng và bạn hát không ạ? Có thể là vậy. Ồ, đó là một điều rất là thú vị. Và còn một cái điều nữa là Binzy đang là một cái hình mẫu chàng trai được khá là nhiều những bạn trẻ, những bạn gái yêu thích. Thì với một cái cuộc sống cá nhân như vậy thì có khi nào là Binzy cảm thấy là bị nhàm chán hay không? Tại vì đàn ông mặc định là người đi chinh phục mà mình đang ở hiện tại thì các cô gái đuổi theo mình thì như thế. Thế thì như thế nào nhỉ? Mình cũng không biết điều đó, nhưng mà thì tôi vừa nói cho bạn nghe rồi đó thôi. Không biết là mình có nên vui hay nên buồn không, tại vì thực sự có những người mình muốn chinh phục họ nhưng mà mình lại không chinh phục được. Tại sao? Mình cũng không biết. Tại sao một người mà rất là khẳng khái, rất là chính kiến trong âm nhạc lại là một cái người rất là rụt rè trong đời sống cá nhân như thế nhỉ? Thì cũng như mình nói đó, những gì mà mình không nói được hàng ngày thì mình sẽ nói qua âm nhạc. Nó giống như là cái điểm mạnh của mình. Thật sự là cái ví dụ như là cái giao tiếp, hoặc là những cái mình không thể bộc lộ được cái cảm xúc của mình trong một cái mối quan hệ, hoặc là mình không thể nào mình nói thẳng ra những điều mình muốn được đối diện cái người mình yêu thương. Mình dùng âm nhạc để mình nói ra điều đó thì nó giống như là cái vũ khí của mình, giống như là nó là cái cách để cho người khác biết ok mình cái tâm tư của mình đang là như vậy. Nhưng mà đôi khi nó cũng là cái gì đó chống lại mình. Có thể là những người khác họ có thể họ nghĩ là họ hiểu mình rất là nhiều, nhưng mà chỉ bằng những cái bài hát mình viết ra thôi. Thực sự nó chỉ là một phần mình không nói ra được. Mình từng gặp rất là nhiều người, mình chưa gặp họ lần nào, nhưng mà mình có họ giống như họ nghĩ là họ hiểu mình rất là nhiều, và họ kiểu như là họ có thể nghĩ là họ đoán trước là mình sẽ hành động như vậy, hoặc là mình sẽ như vậy trong tình yêu, hoặc là mình sẽ đối xử với người yêu của mình như vậy. Nhưng mà thực ra nó không hẳn là như vậy, nó chỉ là một phần nhỏ trong cái tính cách của mình thôi. Nên đôi khi nó cũng là cái gì đó chống lại mình khi mà mình bắt đầu những cái mối quan hệ mới. Tôi đang hiểu cái điều bạn chia sẻ, và tôi nghĩ là Binzy muốn nói âm nhạc là cái điều bạn bình thường không thể diễn đạt ra, nhưng đó chỉ là một cái gạch đầu dòng trong nguyên một chuỗi gạch đầu dòng trong cuộc đời bạn, chứ không phải là tất cả. Và những người đang đánh giá bạn bởi vì âm nhạc, và người ta nói bạn mặc định đóng khung thì như vậy có nghĩa là không hoàn toàn chính xác đâu. Nhưng mà với phương diện là một cái những cô gái và những người yêu thương bạn, thì bạn muốn chúng tôi nhìn bạn ở khía cạnh là trong âm nhạc hay là một Binzy trong đời sống cá nhân? Thực sự nếu mà mình chọn để mình gặp một người con gái để mình yêu thương á, thì mình chọn gặp một người không biết mình là ai hết, để họ khi mình ở trước mặt họ thì cái con người của mình là như vậy thì nó là như vậy, chứ không phải là những gì họ đã nhìn thấy mình ở trong những bài hát này, hoặc là ở những cái tin tức này, hoặc là những cái hình ảnh này. Thì mình nghĩ đó là cái cách tự nhiên nhất để một con người tiếp cận với một con người và đánh giá một con người bằng không phải là qua những cái tin nhắn, qua những cái tin tức người ta truyền cho nhau. Mình nghĩ đó là cái cách tự nhiên nhất để mình bắt đầu một cái mối quan hệ, và đó cũng là cái nền tảng tốt nhất để mình có thể mình có một cái gì đó lâu dài hơn được. Vừa rồi Binzy cũng nói ở khái quát về những cái chuyện tình cảm đời sống cá nhân, và để làm rõ hơn vấn đề này chúng ta sẽ đến tới phần hai của chương trình nha. Với hashtag đầu tiên thì tôi muốn hỏi Binzy là phụ nữ Tây và phụ nữ Việt, trong hầu hết những ca khúc của Binzy sử dụng khá nhiều những cái model người nước ngoài, thì Ellie muốn hỏi là có phải là đó là cái gu của Binzy hay không? Những người con gái nước ngoài họ rất là hợp với lại cái lời bài hát, những cái gì mình muốn diễn đạt trong cái bài hát. Nhưng mà thực sự chỉ có những người con gái Việt Nam mới kết nối được với họ thôi. Thì nếu mà mình chọn, chắc chắn mình sẽ chọn con gái Việt Nam. Vì phần lớn cái văn hóa của người Á Đông là sẽ kiểu như là giấu nhiều hơn, và rất là hơi khó hiểu với lại những cái lời nhạc của bạn, đúng không? Dạ, yeah, như vậy. Thì ra là vậy. Và ở trong cái đời sống cá nhân thì Binzy nghĩ là phụ nữ Tây và phụ nữ Việt á, thì họ giống và khác nhau điểm gì? Và đặc biệt trong tình yêu thì khác nhau cái điểm gì? Trước hết là lúc nào mình cũng có được cái sự kết nối sâu sắc hơn đối với người phụ nữ Việt. Thứ nhất là do ngôn ngữ và cái văn hóa là hai cái lớn nhất để làm cho mình có cái sự kết nối đó. Còn
phụ nữ nước ngoài, thực sự mình từ trước đến giờ mình chưa tìm thấy một cái sự kết nối nào với bất kể một người phụ nữ nước ngoài nào hết. Mình không có cái sự kết nối đó đối với con gái Việt. Dạ, kể cả trong mối quan hệ tình cảm luôn. Có vài lần mình cũng cố để mình kiểu như mình bước một bước ra khỏi cái văn hóa của mình để mình đến gần cái văn hóa của họ hơn. Để mình cố để mình hiểu được, để mình tìm cái sự kết nối đó. Nhưng mà thường thường nó không có work với mình. Nhưng mà đối với người con gái Việt Nam á, thì lúc nào nó cái sự kết nối đó lúc nào nó cũng đã có sẵn ở đó rồi. Mình chỉ việc để cho họ biết được mình là ai và mình như thế nào trong tình yêu, thì như vậy là mình nghĩ là mình đã tiếp cận được, mình đã đến rất là dễ, đã đến gần với trái tim của nhau hơn là so với một người khác văn hóa của mình, khác giọng nói, khác tiếng nói. Còn về khác nhau thì mình không nghĩ con gái phụ nữ, thì mình nghĩ họ lúc nào cũng là phụ nữ, họ lúc nào cũng có thể những người mình gặp lúc nào họ cũng dịu dàng, họ yếu đuối hơn mình. Là phụ nữ phương Tây hay là phụ nữ Việt? Cả hai lúc nào họ không hẳn là họ yếu đuối. Có những con gái mình gặp và mình tiếp xúc với họ, họ rất là mạnh mẽ, nhưng mà họ lúc nào nó cũng có một tí gì đó, họ cần một cái gì đó kiểu như để họ, những lúc mà họ mệt mỏi họ có thể một nơi để họ nghỉ ngơi. Yeah. Thì mình nghĩ người con gái nào họ cũng cần cái điều đó. Con gái Việt cũng vậy và con gái nước ngoài cũng vậy. Có nghĩa là theo Binzy đó, cái điểm chung của tất cả mọi phụ nữ trên khắp hành tinh này là luôn luôn cần có một cái điểm tựa khi họ mệt mỏi. Ok, còn cái điểm khác biệt, tại vì phụ nữ Á Đông và phụ nữ phương Tây chắc chắn là sẽ có sự khác biệt trong cách bộc lộ tình cảm và trong cái sự yêu đương, thì nếu như mà Binzy nói là mình chưa từng cảm một cái người phụ nữ nước ngoài nào hết, thì khi bạn sống và làm việc chắc chắn là bạn sẽ va chạm và gặp rất là nhiều trường hợp, thì bạn có thể chia sẻ với chúng tôi trường hợp đó không? Mình có quen một người bạn gái cách đây cỡ 6-7 năm á, đến từ Iraq. Wow. Thì mọi thứ nó cũng như một cái mối quan hệ bình thường thôi. Chỉ có điều những cái đồ ăn châu Á thì bạn không thích, còn những cái đồ ăn Trung Đông thì mình không thích. Nó là một cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng mà cứ mỗi khi, tại vì khi mà hẹn hò nhau thì những cái buổi đi ăn nó xảy ra rất là thường xuyên. Nó chỉ là một cái điểm khác rất là nhỏ trong văn hóa thôi, nhưng mà lúc nào nó cũng là có một tí gì đó nó mâu thuẫn. Chỉ mỗi lần hẹn hò nó có, lúc nào nó cũng có một tí mâu thuẫn hết. Nếu mà mọi thứ đều tốt đẹp hết, nhưng mà mỗi lần đi ăn là cứ cãi nhau, mỗi lần đi ăn là cứ không quyết định được là ăn chỗ nào. Và mình cũng muốn cho bạn này thử hết những cái món ăn châu Á, những món ăn mình thích, những món ăn mình lớn lên cùng. Và bạn gái này cũng vậy. Nhưng mà dù mình cố nhưng mà mình không ăn được. Và bạn gái này cũng vậy, cũng không ăn được đồ châu Á. Nên đó chỉ là riêng về phần đồ ăn thôi. Nó còn rất là nhiều thứ khác nữa. Còn về gia đình, rồi mình ăn mặc như vậy, rồi mình có những cái hình xăm, hoặc là cái văn hóa của họ rất là khác. Còn bạn gái thì có thể là open hơn, không phải là truyền thống Iraq, nhưng mà không phải là chùm khăn hay là chùm mặt, nhưng mà nó cũng có những cái rào cản văn hóa rất là khó. Thì mình biết được là mình phải tại vì đã khác văn hóa, mình phải vượt qua những thứ đó là mình mới đến gần để mình hiểu nhau hơn được. Nhưng mà cái bức tường của nó rất là dày, và mình tìm thấy rất là nhiều khó khăn để mình đến gần được hơn với họ, để mình hiểu họ hơn. Ở Việt Nam á, chúng ta hay dùng cái hai từ hy sinh để nói về người phụ nữ. Thì đối với Binzy là phụ nữ có đáng, hoặc là xứng đáng, hoặc là nên nhận hai cái từ hy sinh này không, theo quan điểm của bạn? Mình nghĩ đó là cái lựa chọn của người phụ nữ. Họ có quyền chọn người đó họ hy sinh vì. Nếu mà họ cảm thấy cái người đàn ông đó xứng đáng để họ hy sinh thì họ được quyền làm điều đó, và họ cũng có quyền không hy sinh vì bất cứ ai hết. Có thể là cái phong tục của mình ngày xưa là người phụ nữ Việt Nam thường là cam chịu, hoặc là phải lúc nào cũng ở nhà để lo những cái việc nhà, những cái việc lặt vặt trong nhà. Và phải, mình nghĩ bản chất của người phụ nữ họ sinh ra là giống như là một bông hoa vậy đó. Họ là để yêu thương, để người đàn ông. Thực sự cái trách nhiệm ở đây nó nằm ở người đàn ông nhiều hơn. Nhưng mà cái văn hóa của mình, lúc nào người phụ nữ họ chịu đựng nhiều hơn là người đàn ông.
người đàn ông lúc nào cũng ra ngoài để làm việc, để kiếm tiền, nhưng mà người phụ nữ lúc nào họ cũng là người, những cái nỗi buồn thường thường, những cái sự chịu đựng thường thường nó nằm ở người phụ nữ nhiều hơn. Thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là bất công cho người phụ nữ, tại vì họ đáng để, giống như mình nói đó, giống như một bông hoa vậy đó, họ rất là đáng để được yêu thương và được nâng niu, thay vì phải làm những cái công việc mà cái văn hóa, cái truyền thống của mình muốn họ phải làm, hoặc là cái vị trí mà họ phải ở đó. Mình nghĩ người phụ nữ châu Á với lại người phụ nữ Việt Nam họ xứng đáng được nhiều hơn như vậy so với những gì họ trải qua. Có một cái câu nói khá là hay là bad boys not good, good boys not fun. Chắc là bạn đã nghe câu này rồi. Thì quan điểm của bạn về chuyện này như thế nào? Mình cũng không biết. Ví dụ như nếu mà bản thân mình không thể nói cho ai hết, mình có thể nói cho kinh nghiệm của mình. Mình nghĩ nó cũng tùy người. Nếu mà ví dụ như một người họ muốn có cảm giác an toàn thì họ không nên chọn những cái người mà vô tâm, những cái người mà không có xem tình yêu như là một cái gì đó thiêng liêng. Còn những người mà họ thích mạo hiểm, họ thích những cái cảm giác lạ, hoặc là mạo hiểm, hoặc là thử thách cái cảm xúc của mình đó, thì họ có thể chọn những cái người như vậy. Đối với mình thì mình cảm thấy lúc nào mình cảm thấy mình thích một cái gì đó nó thử thách một tí. Bản thân mình thì mình cảm thấy nó mâu thuẫn lắm, tại vì mình thích những người con gái dịu dàng và mình cũng thích những người con gái kiểu hơi nghịch một tí, nên cũng tùy người. Nhưng mà nếu mà phải tư vấn cho một cô gái là nên chọn bad boy hay good boy để cho cái đời sống họ vừa thú vị mà vừa được che chở an toàn, thì DC sẽ nói gì nhỉ? Mình không thể khuyên một người con trai được, đừng nói đến khuyên một người phụ nữ, tại vì họ lúc nào cũng là cái gì đó nó bí hiểm lắm, mình không thể nào mình hiểu được. Đồng thời bạn là một người đàn ông, một người con trai, chắc chắn là bạn sẽ hiểu đàn ông rất hiểu nhau. Cho nên mới hỏi Vinci là nếu mà một cô gái ta hỏi Vinci là anh Vinci ơi, bây giờ em phân vân giữa một cái người bad boy mà người ta rất là vui, rất là thú vị, với một người good boy mà người ta rất là nhàm chán, thì em chọn ai bây giờ, thì bạn sẽ nói sao nhỉ? Mình sẽ nói là nếu em thích vui thì có thể chọn một bad boy. Nếu mà muốn thích trải nghiệm với những cái cảm xúc của mình, nếu mà chọn thì nên chọn một người nào đó fun. Còn nếu mà em muốn một cái gì đó nó yên bình, nó an toàn, thì nên chọn một người tốt, một người mà yêu thương em. Mình nghĩ là như vậy. Vậy thì một bad boy người ta sẽ thích, bình thường người ta sẽ thích gái ngoan hay là gái hư ta? Mình không biết. Theo quan điểm của Vinci thì nếu một người con trai cá tính và thức thời, thì người ta sẽ thích một người con gái kiểu dịu dàng, trầm lặng, một người nội trợ của gia đình, hay là một người con gái ra đường và quan hệ xã hội? Mình thật sự không biết, tại vì mình có những người bạn họ rất là nghịch, họ rất là quậy, nhưng mà người con gái bên cạnh họ lại rất là dịu dàng. Mình cũng có những người bạn rất là hiền, rất là giỏi, rất là lo cho gia đình, nhưng mà những người con gái bên cạnh họ rất là nghịch. Maybe là người ta tìm cái sự trái dấu. Có thể như vậy. Mình cũng không thể định nghĩa nó được nha. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của Vinci là như thế nào? Trước đây và thời điểm này. Tại vì em Ly được biết là cái quãng đường, cái chặng đường một người đàn ông phát triển thì nó sẽ chia ra nhiều giai đoạn khác nhau, khi chúng ta teenager hoặc là khi chúng ta trưởng thành. Thì muốn hỏi Vinci, trước đây cái hình mẫu lý tưởng trong đầu bạn người phụ nữ như thế nào và thời điểm tại? Từ trước đến giờ lúc nào mình cũng thích người con gái dịu dàng hết. Lúc nào cái đó cũng là cái điểm thu hút mình nhiều nhất. Lúc mình còn trẻ thì mình thích những cô gái kiểu rất là nghịch, rất là quậy. Nhưng mà dần dần mình cảm thấy khi mà mình trải qua nhiều cái mối quan hệ, mình chỉ cần người nào mà họ hiểu, họ nhìn thấy mọi việc và họ hiểu cái gì đang xảy ra. Mình chỉ cần một người hiểu thôi, mình chỉ cần hiểu những cái việc xung quanh thôi, không cần phải là hiểu mình đâu, chỉ cần hiểu những cái việc xung quanh, hiểu những cái gì đang xảy ra, và một người mình có thể chia sẻ được, mình có thể nói được tất cả mọi thứ họ. Nếu mà tìm được một người như vậy là may mắn. Đã có nghĩa là thời điểm không có tiêu chuẩn nào hết. Là Vinci sẽ thích một người con gái dịu dàng. Lúc nào mình cũng thích một người dịu dàng hết. Nhưng mà có bao giờ mà trong cái suốt quá trình vừa qua là mình bị tổ trác trong tiếng Việt người ta có gọi là, bởi vì mình thích cái này nhưng mà trời trai cho mình cái khác. Thì bao giờ bạn bị chưa? Yeah. Bị rồi đúng không? Yeah. Đúng rồi, đó là lời nguyền mà.
thực sự mình lúc nào mình cũng thích người con gái dịu dàng, nhưng mà đôi khi mình lại lỡ yêu những người con gái không có dịu dàng tí nào hết, nhưng mà mình lại rất có cảm xúc nhiều với họ. Lúc đó mình tính sao nè? Thì lúc đó mình kiểu như là mình cố để mình cân bằng mọi thứ lại thôi. Tại vì mình biết được là không có ai hoàn hảo hết. Ok, người con gái này có thể họ không có cái điểm mà mình thích nhất, nhưng mà tất cả những điểm khác mình đều thích hết. Nhưng mà đến cuối cùng nó cũng không có được trọn vẹn. Yeah. Có nghĩa là mình cũng đã cố gắng dung hòa rồi, nhưng mà cuối cùng nó không được, đúng không? Cho nên là chắc là kinh nghiệm là mình cũng đừng nên nói là mình thích cái gì, mình phải nên nói ngược lại để trời trao cho mình cái ngược lại, đúng không nè? Vậy thì cái quan điểm của Binzy về chuyện hôn nhân như thế nào nhỉ? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn á. Nếu như mà bây giờ đặt câu hỏi thì bạn nghĩ tới đi. Quan điểm của mình về hôn nhân. Tại vì tất cả mọi người lớn lên đều phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái, cho nên là Ellie nghĩ là thời điểm này Binzy cũng nên nghĩ tới đi. Mà nếu đây là lần đầu tiên Binzy nghĩ tới thì có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì không? Nếu mà nói thật luôn thì mình không mới nghĩ nó cần thiết. Mình nghĩ nó không cần thiết. Mình rất là xem trọng tình yêu. Tình yêu nó là mọi thứ đối với mình luôn, nhưng mà hôn nhân thì mình không nghĩ nó quan trọng đến mức như vậy. Nếu như mà bạn nói là tình yêu là tất cả mọi thứ đó với bạn thì em luôn được biết là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ chia cái mức độ quan trọng, giống như là tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, gia đình. Binzy cũng biết chuyện đó đúng không? Và với Binzy là tình yêu đặt đầu tiên. Là một người xem trọng tình yêu, rất xem trọng, nhưng lại nghĩ hôn nhân không phải là cái điều tiên quyết. Nếu mà nó nằm trong một cái list thì chắc chắn nó là điều cuối cùng, bất kể cái list đó, tất cả những cái gì trong list đó lúc nào nó cũng sẽ là cuối cùng chắc chắn nha. Tại sao là mình lại có cái suy nghĩ đó? Tại vì theo Binzy chia sẻ là Binzy vẫn còn rất là trong tâm khảm của Binzy, sâu trong lòng Binzy rất là thuần á, mà Binzy lại có cái suy nghĩ đó là tại sao nhỉ? Có thể là những câu chuyện mà mình nhìn thấy, những gì mình trải qua ở trong gia đình, hoặc là những gì mình thấy được làm cho mình không có tin vào hôn nhân. Mình rất là tin vào tình yêu mà mình không tin vào hôn nhân. Mình không nghĩ nó cần thiết luôn. Mình nghĩ nó không cần thiết. Không biết lý do vì sao. Nhưng mà cái điều đó là mới nhen nhóm trong suy nghĩ của bạn thời gian gần đây hay là không? Nó từ rất từ dài. Mình chưa bao giờ mình nghĩ đến hôn nhân hết. Chưa bao giờ nghĩ đến nó lần nào. Nếu như mà bạn yêu một cô gái mà cô ấy nói là anh ơi, thời điểm này chúng ta đã quen nhau rất là nhiều năm rồi, mình phải đi tới một cái kết quả nào đi chứ, thì Binzy sẽ trả lời sao với cô? Thì mình sẽ kết hôn với cô gái, nhưng mà đó là vì tình yêu chứ không có. Ellie có hiểu ý mình không? Hơi hiểu, có nghĩa là bạn sẽ kết hôn với cô gái đó. Yes. Nhưng mà sâu trong lòng bạn không nghĩ đây là một cái kết quả duy nhất của một cái mối tình, nhất định phải đi tới cái happy ending. Ví dụ như nếu mà cô gái mà mình rất là yêu thương mà họ cần điều đó thì mình sẽ làm điều đó. Có nghĩa là bạn sẽ đáp ứng cho cô gái. Yes. Mặc dù bạn không nghĩ nó là cái chìa khóa cứu cánh cho mình một cái mối hệ. Vậy nha. Và tiếp theo sẽ là góc tư vấn. Khi mà chương trình chia sẻ với mọi người là mời đến ABC thì có rất là nhiều câu hỏi gửi đến cho bạn, và chúng tôi đã lựa chọn một câu hỏi khó nhất để gửi tới bạn. Bây giờ mình sẽ đọc nha. Anh Binzy ơi. Hi. Em rất thích nghe nhạc của anh, rất phóng khoáng, chân thật và ngầu, kể cả con người anh cũng vậy. Nhưng em tự hỏi tại sao con gái ai cũng thích bad boy về anh, còn những thằng ngoan hiền như em thì theo đuổi hoài, cô nào cũng không chịu hết. Anh cho em chút bí kíp được không? Cảm ơn anh. Chết rồi, bạn nam này bạn rất là kiểu như là khổ tâm với lại không thiết. Chắc là Binzy cũng không thể nào mà lạnh lùng với câu hỏi này, đúng không? Wow, chào em, trước hết là cảm ơn em. Người ta khổ lắm luôn á Binzy, người ta khổ lắm luôn rồi đó. Thực sự anh không biết phải khuyên em cái gì hết. Có thể là như em nhìn thấy, có thể là có nhiều người yêu thích anh, nhưng mà tại sao không phải là em? Có thể em có những điều anh không có, em làm được những điều anh không làm được. Ví dụ như anh thì may mắn là anh tìm được âm nhạc, và nó là cái công cụ của anh để anh nói ra những cái tâm tư, những cái cảm xúc của mình. Có thể em cũng có những cái vũ khí như vậy, em cũng có cái điều gì đó
để mình có thể để cho người khác biết được con người của mình ra sao. Anh nghĩ em nên tìm cái điều đó, tìm một cái công cụ của mình để mình nói với cái cuộc sống, cái cuộc đời này là mình là ai, đây là tôi. Và có thể nó là tranh vẽ, có thể nó là hình ảnh, có thể nó là bài nhạc, có thể nó là tác phẩm này, có thể nó là bài văn này. Anh khuyên em nên tìm cái công cụ đó để mình cho cả thế giới biết mình là ai. Thì anh nghĩ lúc đó sẽ có nhiều người họ kết nối được với em và họ sẽ biết được em là ai. Từ đó họ phải biết được mình, họ mới yêu thương mình được. Họ không biết em là ai thì họ không thể nào họ yêu thương em được. Thì cái đó là cái lời khuyên của anh đối với em. Và cảm ơn em đã ủng hộ anh. Cảm ơn Vinci về cái lời tư vấn này. Và các bạn ơi, các bạn hãy tiếp tục gửi những cái câu hỏi về chương trình và Ellie cũng như là ban biên tập sẽ lựa chọn để gửi cho đến khách mời chúng ta những cái câu hỏi và trao trả lại cho các bạn những câu trả lời thực sự thiết thực nhất nhé. Và Vinci ơi, cảm ơn Vinci đã rất là nhiệt tình, rất là thành thật trong những cái câu hỏi vừa qua của Ellie. Và phần cuối cùng đó chính là phần thử thách. Và cái điều này Ellie nghĩ cũng là bình thường với Vinci thôi, tại cái chuyện đó giống như là Vinci làm hàng ngày rồi. Đó là chuyện là đọc một cái bài hát rap thả thính dành cho một cô gái nào đó. Ok, mình có bài hát mình viết cũng lâu rồi mà mình cũng rất là ít đọc. Mình có thể đọc bài đó ở đây được không? Được chứ. Okay. Nhưng mà bài đó phải kiểu như thả thính và sâu deep nha. Là nha. Khả năng công kích siêu mạnh nha. Okay. Nếu mà mình có quên lời thì sorry, tại vì lâu quá mình không đọc. Quên lời cũng không ai biết đâu. Ok, dạ. Anh thích cái cách em nói, thích cái cách em cười, thích mùi tóc vì mỗi khi ôm em hương thơm vướng trên người, thích cái cách em selfie, thích luôn cả cái tên. Nhưng gặp anh đừng cười nhiều quá vì cứ như vậy hoài chắc anh chết. Đánh chưa? Dạ. Cũng khá là FC. Em đi nghĩ là cái bài này mà con gái nghe là chắc là sẽ cũng đổ hơi rầm rầm đó. Hy vọng nha. Rất là cảm ơn Vinci đã nhận lời đến tham gia chương trình. Chúc cho Vinci sẽ càng thành công trong công việc của mình. Và khán giả ơi, hãy nhớ là phát sóng chương trình vào 20 giờ thứ hai tuần trên trang thanhniên.vn, Thanh và các thanh niên cũng như là YouTube IGTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.